Em xin chào bà con và các bạn. Hiện tại em đang đóng 3 chai mật ong tương đương với 3 lít. Em đóng gửi cho anh Hà ở Hà Nội. Thì sẵn trong cái video clip này em cũng cảm ơn anh Hà đã tin tưởng và sử dụng cái mật ong của em. Thì sẵn đây em cũng quay cái video clip chia sẻ cho bà con và các bạn về cái cách mà em đóng gói 3 chai mật ong để gửi xa, tránh tình trạng nó bị nổ do bản chất mật ong nó có ga và bọt. Ở đây thì em sử dụng cái ni lông có những hạt chống sốc quấn quanh chai và dùng băng keo mình cố định lại. Mình quấn bằng cái túi ni lông chống sốc này á thì để hạn chế trong cái quá trình vận chuyển chai mật ong mình nó va chạm tạo bọt và khí ga. Đây là cũng là cái nguyên nhân mà dẫn đến cái chai mật ong nó bị nổ trong cái quá trình vận chuyển, là do mật trong chai nó bị xáo trộn và nó tạo ra bọt và khí ga. Về cái quá trình đóng gói một chai mật ong thì em cũng chia sẻ cơ bản như vậy. Bà con và các bạn mình có thể xem chi tiết ở cái video clip em đang thao tác. Cái vấn đề kế tiếp em muốn chia sẻ cho bà con và các bạn, đặc biệt là anh chị hiện đang là khách hàng mua mật ong bên em, đó chính là cái nguyên nhân tại sao cái chai mật ong nửa lít hoặc cái chai mật ong một lít mà em đông mật không đầy chai phải chừa một cái khoảng trống ở trên. Đó không phải là do em đông thiếu, mà cái nguyên nhân thì em cũng có chia sẻ rồi. Tại vì cái bản chất của mật ong tự nhiên á, thì nó sẽ tạo bọt và có khí ga, cho nên trong cái quá trình mình đóng gói thì mình chừa một khoảng trống ở trên miệng chai, để khi trong cái quá trình vận chuyển chai nó bị sốc và mật ong ở trong chai nó đảo lộn và nó tạo lên bọt và khí ga, thì cái khoảng trống đó là để nó chứa ga và bọt, tránh cái tình trạng nó dồn nén chai, nó bật nắp chai và nó gây nổ chai trong cái quá trình vận chuyển. Còn cái lượng mật trong chai á, thì nó vẫn đảm bảo đủ 1 lít đối với chai 1 lít và nửa lít đối với chai em đóng nửa lít. Do chai nó không có cái vạch mức đúng 1 lít và đúng nửa lít, cho nên nó vẫn chừa cái khoảng trống ở trên. Thì từ đó em có định lượng bằng cân. Thì 1 lít mật thì em cân là 1,3 kg đối với chai 1 lít. Còn nửa lít mật là gần 700 g là đối với chai nửa lít. Thì từ đó em có cái định lượng chung bằng ký như vậy. Thì sau này nếu mà mẫu mã chai nó có thay đổi hoặc là do cái lô chai nó bị lỗi thì em vẫn dựa vào cái số ký. Thì bà con và các bạn nếu mà mua mặt bên em á thì cứ dựa vào số ký thì nó sẽ đúng nhất. Đúng ở đây á, là do bên em cân và quy định lại thôi. Nãy giờ em cũng chia sẻ nhiều về cái vấn đề là mật ong nó tạo bọt và có khí ga. Thì sẵn đây em cũng chia sẻ cho bà con và các bạn mình một số cách để nhận biết mật ong thật và mật ong giả, hoặc là mật ong rừng và mật ong nuôi, đặc biệt là về cái vấn đề là tạo bọt và có khí ga. Thì cách nhận biết này em cũng xem trên các bài chia sẻ trên mạng, bà con và các bạn mình có thể lên xem và tham khảo. Ở đây thì em chỉ chia sẻ về cách nhận biết là mật ong nó tạo bọt và có khí ga. Đây ở một số năm, dựa vào độ tạo ga và tạo bọt, mật ong rừng được tạo ra từ mật của nhiều loại hoa nên luôn tạo ra lượng khí ga và bọt nhiều. Khi được đóng chai, mật ong rừng sẽ tạo ra rất nhiều bọt và có khí làm bật cả nắp chai. Chính vì vậy mà mật ong tự nhiên thường được đông với khoảng cách 5 đến 10 cm so với nắp chai để tránh tình trạng làm chèn ép khí ga dẫn đến nổ chai. Ngược lại, mật ong nuôi thường bị hạn chế về số lượng các loại mật hoa và trải qua quá trình xử lý công nghiệp nên tạo ra rất ít bọt và khí ga. Có nhiều cách để nhận biết mật ong tự nhiên và mật ong nuôi. Do cái video clip em chia sẻ về cái mật ong nó có bản chất tạo bọt và khí ga thì em chia sẻ chi tiết về cái cách nhận biết này. Mật ong nhà em thì cũng là ong nuôi, nhưng mình nuôi với hình thức tự nhiên là để ong tự đi đánh bắt các loại hoa ở vườn,
không có tình trạng là nuôi nhiều xử lý công nghiệp giống như ở cái cách nhận biết vừa rồi mình chia sẻ, thì mật ong nó vẫn đảm bảo về cái khí ga và tạo bọt. Em vừa chia sẻ xong cách nhận biết mật ong nuôi và mật ong tự nhiên, đặc biệt là cách nhận biết mật ong có khí ga và tạo bọt, thì em cũng chia sẻ xong quá trình đóng mật ong giao cho khách. Em cảm ơn bà con và các bạn đã theo dõi.